là Chim Sâu Và Mẹ Chồng, cùng với là một nhóm YouTube dàn dựng trong cái sự vụ của là một vợ hai chồng, do cái vấn đề này bà con hết sức thông cảm. Đây là một trong những cái câu chuyện mà nó kéo dài trong một khoảng thời gian, mà nếu mà để mà tách ra từng nội dung đấy thì thật sự là mình không có cái thời gian để cho thu gộp lại, cứ là cái như là cái đêm nào cũng lên phải tụng chúc cho bọn cái đó nhớ. Thì trước khi đi vào cái sự việc chim sâu đó thì tôi cũng nhắc đến cái vấn đề mà chỗ cái kênh gọi là cái như là gì, độc lạ đấy, độc lạ hay độc hại gì đấy quý vị. Tôi nghĩ là cái này độc hại hơn độc lạ. Nó lên mà nó thật sự là như là một con quả đen quý vị không? Trời ơi, đi lên lên trên cộng đồng mạng như một con quả đen. À, đầu cấp thì cái như là không biết là cái như là Mỹ mé đầu hay sức tráng gì mà không chịu lấy cái mũ xuống, mà lên anh nói cái giọng côn đồ mất dạy, còn điện thoại qua cái như là hăm dọa nó chứ. Cái số điện thoại mà cái thằng quả đen nó điện ra đây quý bà con, 0925 512 896, với cái số là 0915 102 241. Đó, có nghĩa là nó điện qua tôi đó để giỡn cái giọng giọng giang hồ. Mà nói thật sự quý bà con, tôi đã nói thật sự, tôi lên trên cộng đồng mạng tôi lật mặt cái lũ đây, là nói thật sự tôi đâu còn cái sợ gọi giang hồ giang hán gì quý bà con, cái gì đúng thôi chứ đúng không. Bây giờ nói là nó thích á, nó nói rằng nó thích quay những chuyện độc lạ như vậy, một vợ hai chồng với nó là chuyện độc lạ, thấy không, với độc lạ của mày. À, nhưng mà đây là một trong những cái gọi là cổ xí, cổ xí cho một hành vi gọi là cái như đồi bại về cái đạo đức. Mày quay lên như thế đó thì mày phải nghĩ đến sau này cả như là con em của mày nó học cái gương như vậy đó, là có khả năng ngay cả con vợ của mày nữa có khả năng là nó học cái gương đó đấy, rồi nó gặp một lúc năm bảy thằng nó ở giống như sống theo kiểu mẫu hệ bài đàn đó, như mày mà chịu không. Một trong những cái hành vi mà nó sai, nó vi phạm pháp luật như vậy mà mày không đi tố giác cho địa phương vào xử lý, mà mày vẫn còn là quay vô để mà cổ xí, quay vô để mà cái như là kêu gọi từ thiện. Mày bảo rằng mà không kêu gọi từ thiện, thế là mày có nhận tiền không? Cái băng nhóm của mày có nhận tiền không? Thành Hoàng Trung có nhận tiền không? Hoàng Bánh có nhận tiền không? Riêng cái trường hợp của con tiền với số đến bây giờ sao rồi? Cái bú cổ của nó chắc là bay chia nhau, bay cánh một đứa một miếng là hết rồi gì, đúng không? Riêng bú cổ đó, bú cổ mà gọi là cái như là cái bệnh độc hại đó. Cái bệnh độc hại như mày giống như thằng độc lạ, tao nghĩ mày là thằng độc hại chứ không thể là thằng độc lạ. Loại mày là nó thật sự á, lên cộng đồng mạng đó mà đưa những thước phim như thế là đây là một trong những cái văn hóa độc hại cần phải loại trừ. Và cái vấn đề chài mòi mạnh thường quân bất chấp nha. Bà con thấy thước phim hồi chiều mà cái thằng gì mà người Khmer đấy mà sửa cho nó căn nhà, mua cho nó cái máy lạnh mấy đồ, chung là cái nhà như là cái khách sạn đó, mà bây giờ nó ra tiếp tục chài mời, nó bảo rằng bây giờ đó thằng anh của nó mà yêu cầu cái như là làm lại một cái cửa như là một hàng rào với cái giá trị 15 triệu, nếu mà không làm được á, không làm á, thì nó đuổi thằng này ra khỏi nhà. Bắt đầu nó chờ anh nói cho em tiền đâu em làm, bây giờ anh đuổi em đi qua đây em ở. Lũ bay nó thật sự ra đó, bay cũng phải hiểu rằng cái thằng đấy cũng dạng dạng một thanh niên, một thanh niên cũng là nói thật sự. Bà con thấy không, xăm trổ cũng đầy ngừ, đâu có gọi là thật thà gì đâu, mà cũng lên để mà chài mòi những cái vấn đề đó. Tôi nói với bà con, mấy thằng YouTube có bao giờ nó đứng lên nó gọi là nó kêu quyên quyên góp đâu, nhưng mà nó để cho nhân vật nói không à, nó để cho nhân vật nói không có vậy. Rồi sau này giả sử tôi nói cái dính dáng cái vấn đề gì đó là nó trời ơi, nhân vật nói với tôi đâu có kêu gọi, mà bản thân nó lại nhận tiền. Bà con thấy chuyện lắt léo không? Đó. Nếu mà truy tố đó, tôi nói truy tố là mấy cái đấy là tranh tụng, là tôi nói là cái như là tôi là tôi bé thắt một, chứ đừng nói cái chuyện bây giờ cái như bản thân anh đã có thực hiện một hành vi cuối cùng, đó là anh đã đạt được mục đích là anh nhận tiền của Mạnh Thường Quân. Bây giờ anh bảo rằng bây giờ anh không kêu gọi, không kêu gọi tại sao nhận hả? Đó đã có một kết quả của hành động, anh đã nhận tiền mà bây giờ anh bảo là anh không kêu gọi, rồi sao bây giờ vậy? Rồi cái thằng quả đen cái mày nói cái gì, mày đi giúp người thằng độc hại đó quý vị. Nó nói là mình phải đi giúp người, giúp hoàn cảnh,
tao nói mày đi giúp cho cái mỏ của mày chứ mày giúp được ai hả? Mày giúp á thì không có trí tuệ, gọi là mày đi cổ xí, mà đi truyền bá những tư tưởng xuyên xuyên anh nhắc là đúng chưa. Mà tao nói thật, lũ bay dạng dạng con nít chay mà sao mà cái như là cha mẹ còn sống không em hả? Cha mẹ còn sống không mà không dạy, mà để mà lên cộng đồng mạng để em chài mồi của đó, em còn mất dạy dữ vậy, em còn điện qua hăm dọa thành quả đen, cái thằng độc hại. Bản chất đúng là một bản chất của thằng lưu manh thật sự. Bà con thấy nó lên cộng đồng mạng đội cái mũ mà sập sập xuống đó, mặc bộ đồ là giống như là một con quả đen, mà lên cứ nghĩ mình là cái như là một người cái làm việc thiện, một người làm việc tử tế, có thiện hay không có thiện hay không nó thật sự nhìn cái bản chất lũ bay là ta đoán ra được số nhà, đúng không? Tao mấy bữa nay là anh không nổi đúng không? Mấy bữa nay cái nhóm của mày đó tính dàn dựng con tiền nó lên để mà kiếm tí nữa mà bị anh em bên này bóc quá rồi sống không nổi gì. Giờ sao? Giờ muốn bưng chén cơm ăn là bưng chén gì anh? Nói đi. Nếu bưng chén cơm ăn á thì thôi khép cái miệng lại. Chứ còn nói thật sự là tao rảnh lắm, tao đủ thời gian để tao môi ra những thằng làm chuyện nguyện bắn như lũ bay. Cái nhóm mà riêng cái nhóm mà quay cả như là một vợ hai chồng đó, là tôi hỏi quý bà con trả lời giúp tôi một câu công bằng, nó làm thiện nguyện như vậy là đúng hay sai? Nó làm thiện nguyện như vậy là cái có hợp tình hợp lý hay không? Hoàn cảnh nào cũng có sức khỏe, hoàn cảnh nào cũng là mập như trâu, ăn xong cứ nghĩ đến chuyện tình dục, mà mày đặt bây giờ đi lao động không nấu mà để cho cái lũ này nó làm thiện nguyện, nó kêu gọi bất chấp. Bà con nên nhớ rằng vấn đề ở đây, những mạnh thường quân họ tin tưởng chủ kênh thì họ gửi về đó. Thì vô hình chung đó, họ gửi về là cái như họ đang bị lầm lỡ, giúp cho những cái thành phần suy đồi về đạo đức đó. Vì sao? Vì khả năng tư duy của bọn YouTube này nó quá kém. Tôi nói bây giờ nó thật sự cái chữ của nó giống cái chữ mà gói nửa la mít tờ đấy là cái như là cũng không đủ chứ. Đi lên nói những câu từ mà mang chất còn bập bà bập bẹ, những ngôn ngữ mà nó thật sự không phải dành cho cái loài người, mà nó vẫn lên cộng đồng mạng nó nói được. Tôi hỏi quý vị cái loại đấy mà thiện nguyện cái gì? Cái loại đấy là bây giờ nó thật sự mình phải đồng loạt và cái như là phải lên án mạnh, tẩy chay ngay và liền những cái loại YouTube dơ làm cái như là náo loạn xã hội trong suốt một khoảng thời gian vừa qua, đưa lên những cái thước phim mà nó xúc phạm đến là người phụ nữ Việt Nam. Những thức phim tôi nói với bà con, riêng cái trường hợp của công Vy một chồng một vợ hai chồng, đây có phải là những thức phim để xúc phạm đến người phụ nữ hay không? Dù sao cũng là những người phụ nữ Việt Nam, cũng là một trong những là đại diện kể như là trong cái giới nữ chứ. Đưa lên như vậy là một trong những thức phim gọi là cái như là thiếu sự hiểu biết và mù về cái vấn đề, cái tầm nhìn. Đưa lên những thế mà độc lạ mà về mà hỏi cái như cái đấng sanh thành của mày đó, thằng quả đen, cái thằng độc hại, mày là cái thằng độc hại chứ không thằng độc lạ vậy. Cái lũ bay là thằng độc hại. Bây giờ vô đấy mày hỏi đấng sanh thành của mày đó, ba ơi, cái chuyện cái con nhỏ đây một mà nó lấy một lúc là hai thằng chồng thì cái ba thấy là độc lạ không? Tao nghĩ là cái như là ông già mày ông trả lời cho mày biết. Chứ mày đã đưa lên cộng đồng mạng là người ta được quyền phản ánh, người ta được quyền kể như là đưa ra cái quan điểm của mình. Vì sao cái văn hóa người Việt không để nó làm mất trong tay của lũ YouTube suy đồi đạo đức như lũ bay. Chỉ có những kẻ mà suy đồi đạo đức thiếu cái trình độ học mới gọi là mẫu giáo trường làng mà ra cầm cái máy để quay gọi là thiện nguyện đó. Mà nó đâu có gọi là nó thiện nguyện quý bà con, nó là từ thiện, đi làm từ thiện mới đọc. Mà cơm ăn á, nó thật sự cơm ăn không có. Sáng ngày nó thật sự uống một ly nước lã để đi ra kể như là để đi quay phim, để có cái bỏ vô mồm. Mà bảo rằng trời ơi em đi làm từ thiện mà nó chữ em. Hôm qua tôi chữ bây giờ nó lên, nó trời ơi tôi có nói tôi làm từ thiện, tôi nói tôi làm thiện nguyện. Ông nậu mày, cái câu mày nói mày còn quên để mà muốn chi kể như là ấy. Mày nói mày còn quên đó, giúp cái gì? Mày nói mày giúp đời giúp người, mày giúp cái gì hả? Mày giúp cái gì mà thấy toàn là nhân vật mà coi như là sức trâu mà nó thật sự, mà mày còn vẫn đi kêu gọi giúp đỡ.
Mày bảo rằng mày giúp đỡ và mày quay cái hoàn cảnh để xem hoàn cảnh như thế nào. Mà cuối cùng tao thấy hoàn cảnh lũ bay bay giúp hoàn cảnh nào cũng ra ra anh mày hoàn cảnh đấy chứ có bao giờ nói thật sự người ta có phấn đấu phát triển gì hay không? Mày thấy thằng Tư rồi gì? Thằng Tư bây giờ nó nói thẳng luôn. Nó đâu có cần gạo đâu. Nó chỉ cần tiền. Đó. Một nhân vật, một hoàn cảnh mà được cái như là hoàng trung hoàng bảnh đưa lên. Bây giờ nó không cần gạo từ thiện mà cần tiền đó. Mà bà con biết một ngày nó xài bao nhiêu tiền không? 4 ly cà phê. Đó, cái ngày nào 4 ly cà phê. Chưa tính cái vấn đề gọi là cái như là trụ trà của nó. Một ngày 4 ly cà phê tôi tính là khoảng tầm cái như cho 40 ngàn đi. 40 ngàn với một mình nó thì thật sự ra bà con thấy là cái như là nó đủ nó ăn trong một ngày đó. Một ký gạo dài con khô nữa đủ gì? Mình nghèo ăn theo kiểu nghèo. Chỉ cần nó ngưng uống cà phê đó. Là cái như là 40 ngàn là nó đủ sống cái như qua một ngày. Ở vùng quê là cái chi phí nó không cao à. Mà nghĩ sao đi giúp cái loại đó. Mà nó nói trời ơi em anh làm thiện nguyện à, giúp cho người ta manh áo chén cơm. Ta nói mày cái lũ bay đang cắn xé trong cái manh áo chén cơm đấy. Bay ăn bay mặc. Bay đừng có nói kiểu thánh thiện. Tao gặp rầu nói thiệt sự. Những thằng YouTube mà nó dơ dơ bóng bóng cái lũ bay mà gọi đi làm thiện nguyện tao gặp rầu. Đúng không? Những thằng YouTube như thằng quả đen á, cái băng nhóm mà băng nhóm của mày mà quay cả như là một vợ hai chồng, tao gặp rầu. Tao gặp ở Sài Gòn, tao gặp ở cái như là Bình Dương, ở Đồng Nai, tao gặp cái chuẩn đó tao gặp nhiều lắm rầu. À, mà mày thấy là tao móc ra là trúng thâu chứ. Đó, bây giờ cái bưu cổ con tiền là lũ bay chia nhau cắn thằng miếng nuốt rồi đúng không? Tiền giờ hết bưu cổ rồi. Đó. Con tiền với số đó quý vị. Đi bán với số là bây giờ hết bưu cổ rồi. Chắc là bây giờ nó đoàn tụ chồng nó lấy tiền của Mạnh Thời Quân hôm nay đi du lịch rồi đúng không? Hả? Bây giúp hoàn cảnh đó hả? Nó nói trời ơi con tiền nó tới nó bán với số tình cờ quay. Bay tình cờ bay quay mà bay nhận tiền Mạnh Thường Quân là có chủ đích. Hoàn cảnh là nó tình cờ nó quay quý vị. Nhưng mà tiền mà nó nhận thường Mạnh Thường Quân là tiền là gọi là chủ đích. Có chủ đích nhận tiền Mạnh Thường Quân. Cho nên với cái chiêu trò lũ bay nó thật sự, lũ bay nó thật sự á. Bây mới vừa rụng rúng á, là tao đã đi lật mặt những cái dạng cái thằng YouTube dơ rồi. Đã, tao đã đi phá án rồi. Lũ bay là cái gì đâu mà cứ lên cộng đồng mạng chô ta cứ là cứ nghĩ mình là ông tướng. Rồi điện qua để mà khủng bố, điện qua để hăm dọa. Đúng không? Nói để cho nghe cho hiểu nè. À, có dốt á, thì dốt để cho người khác họ dốt bớt. Còn tại sao mà dành hết cái dốt của thiên hạ? Mình là một thằng dạng YouTube dơ, người ta đã lên để cảnh báo để mà nhắc nhở thì mình phải là cái như là biết mình sai ở đâu, ngã ở chỗ nào, đứng lên chỗ đấy. Còn bây giờ lũ bay cứ nghĩ là anh em lên nói là cái như là động tới cái nồi cơm trả mắm lũ bay. Bắt đầu là bà con thấy không? Nó quay lại nó cắn như là một con chó dại. Y xì quý vị, nó quay nó cắn như một con chó dại. Mà tôi hỏi quý bà con, cái vấn đề đây mà nếu như cộng đồng mạng không lên án cái sự vụ của là một vợ hai chồng với là cái sự vụ của con tiền thì đến bây giờ tôi đảm bảo quý vị con tiền vẫn là cả như là cũng tung ta tung tăng ngày cầm đi dài tờ vé số để bán rong chơi. Tao nói cái thằng mà cái thằng quả đen chứ là những thằng mà đang quay con tiền chứ là cái vợ một vợ hai chồng đó, cái hoàn cảnh con tiền đó, nó còn giàu hơn cá lũ bay ha. Cái hoàn cảnh con tiền nó giàu hơn lũ bay. Bay đừng có nói con tiền nó nghèo. Ông nậu ở nhà có xe SH, có cả như là 2-3 chiếc xe tải, chồng là tài xế cho xe nhà. Mà có một số bà con nó trời ơi đúng rồi, chồng tài xế cái thế thì thâu tiền đâu mà nuôi nó, hèn chi hai đứa con bỏ học. Hai đứa con bỏ học là có ai xác minh chưa? Tới địa phương để xác minh hai đứa con bỏ học hay chưa? Đó. Thậu quá, nó xe tải là xe, nó là tài xế cho xe tải nhà à, chứ không phải là đi làm thuê làm mướn. Chẳng qua con này cũng có một số cái vấn đề, rồi kể như là cũng bỏ đi vậy, rồi kể như là gặp mấy ông đi là gọi là cái cơ hội ngàn vàng.